Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra lập hồ sơ xử lý nhóm 7 đối tượng điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách gây tai nạn cho một phụ nữ trong đêm cuối tháng 5 vừa qua. Theo đó, công an quận Hoàn Kiếm xác định vào rạng sáng ngày 30 tháng 5, trên địa bàn quận xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển 20 xe máy đi với tốc độ cao, lạng lách, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự công cộng ở một số tuyến phố. Trong quá trình gây rối trật tự công cộng, có đối tượng trong nhóm trên đã đâm, gây tai nạn với một người phụ nữ đang đứng cạnh xe máy tại lòng đường trước số 95 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ Lê Tuấn Anh, sinh năm 2002 khai nhận, đã điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, trực tiếp gây ra tai nạn cho người phụ nữ này rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Công an quận Hoàn Kiếm đang tiếp tục xác minh các đối tượng liên quan, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.